thì thường phải dạy nguyên combo luôn. Thì nếu mà người ta dạy, nếu mà thường người ta tiếp cận theo cái dạng là cho nó chung theo cái dạng gọi là một cái combo của vaccine đó, ha. Theo cái combo của vaccine thì thường thường sẽ trao đổi cho mấy bạn luôn á là bài sởi, bài quai bị và bài rubella. Nhưng mà bài quai bị thì bộ môn không có dạy cho anh. Hoặc là nếu mà người ta trao đổi về cái dạng là tiếp cận, tiếp cận theo tình huống lâm sàng, có nghĩa là cái dạng lâm sàng mà nó giống nhau đó, thì mình sẽ học là bài sởi, bài thủy đậu, với lại bài rubella chung. Thì, nhưng mà nói chung là bộ môn chỉ giao cho anh hai bài, nên trao đổi với mấy bạn là hai bài thôi. Thì mấy bạn thường thường đó, mấy bạn phải tương quan với lại những cái bài mà anh nói đó, các bạn phải tương quan hai cái bài mà anh truyền tải mấy bạn đó với bài quai bị, với bài thủy đậu, để mấy bạn có cái nhìn tổng thể hơn về cái về những cái bệnh nhiễm này. Rồi, mình sẽ vô bài luôn. Thì cái sở ý đó mấy bạn, đầu tiên thì anh nói sơ về, nói chung là về cái phần đại cương ha. Thì sởi đó là nó là một cái dạng mà khi mà là một cái bệnh mà nó nằm trong một cái bệnh mà mấy bạn sẽ tiếp cận từ cái triệu chứng đó đi ra đó, thì mấy bạn sẽ nói triệu chứng thường gặp của nó. Có nghĩa là khi một cái bệnh nhân đến với mấy bạn đó, kể cả trẻ em, kể cả người lớn, thì khi mà bạn nghĩ đến sởi, khi mà bệnh nhân đó tiếp cận với mấy bạn với cái triệu chứng là gì? Là sốt kèm theo phát ban. Thì giống như nãy anh nói đó, thì khi mà một bệnh nhân mà sốt kèm theo phát ban thì trong đầu mấy bạn phải nghĩ đến sởi, trong đầu mấy bạn phải nghĩ đến rubella, trong đầu mấy bạn phải nghĩ đến thủy đậu, bởi anh mới nói nó là gì, nó là một cái combo chung. Và đương nhiên vẫn còn nhiều cái bệnh khác nữa, nhưng mà ba cái bệnh đó là ba cái bệnh mà cái đầu mình phải nghĩ đến khi mà mình tiếp nhận một cái bệnh nhân mà sốt kèm theo phát ban. Thì đương nhiên là sốt kèm theo phát ban nó vẫn còn nhiều nguyên nhân khác nữa, nó có thể nguyên nhân do vi trùng hoặc là những cái nguyên nhân khác nữa, nhưng mà ba cái bệnh đó là ba cái bệnh mà mình cần phải ghi nhớ, tại vì nó rất là thường gặp ở những cái nước nhiệt đới, là Việt Nam mình là một trong số đó. Thứ hai, cái sởi này là một cái bệnh mà rất là dễ dễ gây, dễ lây lan và dễ gây thành dịch. Thì người ta nói đó, cái sởi là một cái bệnh mà lây lan nhanh chóng nhất trên thế giới này, lây nhanh hơn cả COVID-19 với bạn. Cái chỉ số R0 của sởi đó là 10 đó. R0 là cái gì? R0 là một cái chỉ số ta gọi là chỉ số lây cơ bản. Thì mấy bạn biết là đối với COVID-19 của mình đó, tức là SARS-CoV-2 đó, thì cái chỉ số R0 này nó khoảng 2 thôi. Nó khoảng 2 thôi, còn 2 đến 3 thôi. Còn đối với sởi là chỉ số R0 là nó khoảng 10. Có nghĩa là nó là cái bệnh lây lan nhanh nhất trên thế giới, có nghĩa là người ta nói là một người mà bị bệnh sởi, khi mà bạn có 10 người mà tiếp xúc với một người bị bệnh sởi, mà trong đó cái 10 người đó mà chưa chích ngừa thì 9 người sẽ bị lây. Có nghĩa là cái khả năng lây nó rất là kinh khủng, và một người có khả năng lây cho 18 người. Có nghĩa là cái lây lan của bệnh sởi là ghê nhất, và rất là nhanh. Về cái diễn tiến lâm sàng của nó thì là viêm lông và phát ban, cái này mình không bàn tới, một hồi mình sẽ nói kỹ hơn về phần này. Và cái bệnh sởi này là một cái bệnh mà dự phòng hiệu quả bằng vaccine, và mình có khả năng là mình sẽ loại bỏ được bệnh sởi sởi ra khỏi trái đất này luôn. Tại mấy bạn một hồi mình sẽ thấy đó là cái bệnh sởi này là một cái bệnh đó mà nó không có tuân theo cái quy luật tảng băng chìm mấy bạn. Có nghĩa là tất hồi xưa giờ tất cả các bệnh nhiễm á, thường thường nó sẽ tuân theo cái quy luật tảng băng chìm. Tảng băng chìm là sao? Các bạn sẽ thấy đó là những cái bệnh nào mà liên quan tới nhiễm đó nha. Liên quan tới nhiễm á, thì cái những cái người mà mắc bệnh đó, những cái người mà mắc bệnh đó, có nghĩa là mang virus trong người đó, thì đa phần á, có nghĩa là đa phần họ sẽ là gì, là những cái người không triệu chứng. Các bạn thấy giống như là SARS-CoV-2 của mình á, mặc dù là rất là rầm rộ, nhưng mà thật ra là gì, thật ra là mình chưa bao giờ nhìn trên tổng cái số lượng, mà mình chưa có thống kê những tổng số lượng những cái người mà người ta dương tính nhưng mà người ta không có triệu chứng gì hết. Thì thật ra cái số lượng mà không triệu chứng nó mới là lớn, lớn hơn rất nhiều lần so với cái người mà có triệu chứng, có một triệu chứng thôi. Thì bạn sẽ thấy là những cái người không triệu chứng thì sẽ nhiều hơn, người ta gọi là cái gì, tảng chìm. Có nghĩa là sao? Cái tảng băng chìm lúc nào nó cũng nhiều hơn cái tảng băng nổi á, nhưng mà thằng sởi này nó đặc biệt cái là nó không tuân theo cái quy luật đó, nó là bệnh nhiễm nhưng mà nó không tuân theo quy luật đó. Có nghĩa là sao?
tất cả những người nào mắc sởi đều có triệu chứng, không có người nào mắc sởi mà không có triệu chứng hết. Cái thứ hai nữa là gì? Cái thứ hai nữa là bệnh sởi là một cái bệnh á, mà không có trung gian truyền bệnh, có nghĩa là nó có một ký chủ duy nhất thôi bạn, có nghĩa là nó ký chủ duy nhất của nó là người thôi, nó không có truyền qua bất kỳ con vật nào hết, không có một cái thể loại nào khác mà diễn tiến cái bệnh sởi này hết. Nên nó có khả năng là mình có thể loại trừ được nó, có nghĩa là sao, khi mà mắc bệnh nó có triệu chứng lâm sàng thì mình dễ dàng phát hiện được nó. Cái thứ hai nữa là chỉ có người bị thôi, mà vaccine thì mình lại tạo ra được cái loại vaccine nữa, nên mình có khả năng là mình loại trừ. Chỉ là có những bây giờ đó, cái style bây giờ đó là người ta có cái vụ mà anti vaccine đó mấy bạn, nên nó dẫn tới là lâu lâu nó vẫn còn những cái cơn bùng dịch. Nếu mà thật sự mà mình tin tưởng vaccine toàn bộ là mình có khả năng loại trừ cái bệnh này ha. Kế nữa là mình sẽ thấy sởi là một cái bệnh không có thuốc điều trị đặc hiệu, thì mấy bạn thấy là đa phần siêu vi bây giờ đó là mình không có thuốc điều trị đặc hiệu ha, chỉ có một vài loại siêu vi mà mình có điều trị đặc hiệu thôi. Rồi mấy bạn sẽ thấy một vài cái thông số liên quan đến cái tỷ lệ tử vong sởi ha, thì các bạn sẽ thấy sởi là một cái bệnh mà nó cũng cần được quan tâm rất là nhiều ha bạn. Các bạn sẽ thấy là mặc dù những cái người mà diễn tiến cái lâm sàng của sởi đó, có những cái người nó chỉ thoáng qua, có nghĩa là nó rất rầm rộ bạn, nhưng mà trong cái đợt toàn phát của nó thôi, trong cái đợt toàn phát của nó thôi, qua đó thì nó sẽ không còn triệu chứng gì hết, những cái triệu chứng nó hầu như là nó bay hết toàn bộ và một người sẽ trở lại khỏe mạnh. Nhưng mà một cái bệnh này một hồi mình sẽ thấy đó, mình đi qua cơ chế sinh lý bệnh rồi mình sẽ thấy được là gì, là nó giống như nó có một cái khoảng thời gian nó giống như bệnh HIV vậy các bạn, có nghĩa là sao, nó sẽ gây suy giảm cái miễn dịch của con người nó gây suy giảm cho miễn dịch cho những cái người bệnh nhân đó, và làm cho họ bị sao, làm cho họ trong cái thời gian mà suy giảm miễn dịch đó đó, nó sẽ có những cái nhiễm trùng cơ hội, và những cái nhiễm trùng cơ hội có khả năng là nặng lên và diễn tiến đến tử vong, cũng như là nó cũng có những cái biến chứng rất là nặng, mặc dù rất là hiếm nha, những biến chứng rất nặng của nó rất là hiếm luôn, tỷ lệ nhỏ hơn 1%, nhưng mà vẫn có những cái biến chứng gây ra cái tình trạng rất là nặng nề. Và đương nhiên cái đó là mình đang nói trên cái người bình thường thôi, còn đối với những cái đối tượng mà nó yếu hơn, những đối tượng dễ tổn, dùng mình dùng từ đối tượng dễ tổn thương đó, đặc biệt là gì, đặc biệt là trẻ em, hoặc là những cái người có những cái bệnh nền, hoặc là những cái người có những cái bệnh cơ địa suy giảm miễn dịch, thì nó lại càng gây ra những cái hậu quả nặng nề hơn nữa đó. Giống như những cái anh nói ha, cái nguồn bệnh, người là cái nguồn bệnh duy nhất và không có những cái người nào mà mang virus nhưng mà lại không có triệu chứng, có nghĩa là lúc nào mang virus là cũng có biểu hiện lâm sàng hết á, nên nó rất là dễ được phát hiện ra và có khả năng loại trừ đó. Cái thứ hai là gì, là lây trực tiếp qua đường hô hấp lây trực tiếp qua đường hô hấp, có nghĩa là nó sẽ lây cái bệnh sởi này từ người sang người thông qua cái gì, thông qua cái giọt bắn đó các bạn, thông qua cái giọt bắn thì cái giọt bắn này thật ra một hồi mấy bạn sẽ thấy là nó có hai dạng giọt bắn để lây của bệnh sởi, đó là gì, đó là một á, là giọt bắn từ từ hô hấp, thứ hai là thông qua con mắt á, thông qua đường mạc nữa thì nó sẽ lây từ người này sang người khác. Rồi thời gian bắt đầu đây lây đó là từ khoảng cuối cái thời kỳ của cái thời kỳ ủ bệnh, có nghĩa là trước cái ngày, có nghĩa là cái ngày cuối cùng á, của cái xuất hiện những cái triệu chứng phát ban đó trước cũng cái triệu phát ban đến 4 5 ngày sau khi mà ban nó lặn dần ha, có nghĩa là nó sẽ khoảng 5 6 ngày gì đó, một hồi mình sẽ có những cái sơ đồ diễn tiến ra mình xem ha. Rồi nó sẽ không truyền qua nhau thai và nó cũng không có trung gian truyền bệnh, nó chỉ có ở người thôi ha. Rồi thì tại Việt Nam thì bạn sẽ thấy là ngày xưa đó, trước khi mà mình có vaccine đó, thì cái tỷ lệ sởi là nó cũng rất là cao khoảng 100.000 ca một năm sau khi mà cái độ phủ vaccine của mình mà nó rộng lên, có nghĩa là mình đưa vaccine sởi vào trong chương trình tiêm chủng mở rộng rồi đó, thì cái tỷ lệ bắt đầu nó giảm xuống cái tỷ lệ mắc bắt đầu giảm xuống, giảm khoảng 90%. Nhưng mà bạn sẽ thấy gần đây nhất là có những cái đợt sởi nó bùng lên có những cái đợt sởi nó bùng lên, là các bạn sẽ thấy năm 2014 đó là có cái khoảng thời gian là nó bùng lên. Tại sao? Tại vì có cái đợt đó là cái đợt bị anti vaccine đó bạn, bị anti vaccine cái bắt đầu tự nhiên cái là cái đợt dịch nó bùng lên rất là nhiều cái đợt dịch nó bùng lên rất là nhiều và làm cho cái số ca đó, số ca mắc nó tăng lên rất là cao thì sau đó thì bắt đầu người ta mới tiêm ngừa lại bởi vì ở đây bản thân mình là gì, mình là nhân viên y tế
thì ít nhất đó là mấy bạn phải về, mấy bạn phải khổ cập lại cái kiến thức cho người nhà mấy bạn. Cái lợi ích của cái vaccine là cái gì? Đương nhiên nó vẫn có những cái tác dụng phụ khi tiêm vaccine là cái gì? Nó không phải do bản thân cái vaccine mà là do bản thân gì mấy bạn học đã. Mình năm nay là mình năm thứ năm rồi, mình thấy là cái gì? Mình thông qua cái việc cái cơ chế của cái việc đáp ứng miễn dịch của mỗi người đó thì có thể nó sẽ gây ra những cái phản ứng bất lợi ha. Nhẹ nhất là có thể sốt cao chút giống như mấy bạn tiêm COVID-19 gì đó ha, nhưng mà đương nhiên nặng nó cũng sẽ có gì, nó cũng sẽ có sốc phản vệ ha, thì tùy người ha. Thì nhưng mà đối với vaccine mà dạng là cái dạng vaccine gọi là trong cái chương trình tiêm chủng mở rộng đó mấy bạn, thì cái tỷ lệ mà sốc phản vệ nó cũng thấp hơn nữa ha, tại vì nó đã được sử dụng và thử nghiệm rộng rãi rồi nên cái tỷ lệ sốc phản vệ nó sẽ rất là thấp hơn ha. Đương nhiên là trong cái tiêm đó, khi mình đi tiêm đó là mình cũng phải đảm bảo được cái an toàn. Đảm bảo được an toàn là sao, là mình ở lại mình theo dõi đúng cái thời gian quy định ha. Thì ít nhất là mình phải giáo dục được gia đình mình, người thân bạn bè hàng xóm mình những cái chuyện này ha. Mấy bạn sẽ thấy là một cái bệnh mà chỉ cần chích một mũi vaccine thôi ha, thì khả năng bảo vệ gần như là suốt đời. Đại loại giống như hai cái bệnh mà bữa nay anh truyền đạt cho mấy bạn đó là gần như chỉ cần tiêm một mũi thôi là đã được bảo vệ suốt đời rồi đó ha. Mà để cho nó mắc bệnh một cái xong rồi nó gây suy giảm miễn dịch, thì cuối cùng nó lại tạo ra những cái cơ hội cho những cái bệnh khác nó chạy vô thì nó rất là không hay, thấy chưa? Thì ít nhất là mình không nói được những cái người ngoài kia mình nói hồi anh tiêm vaccine gì đó không cần biết, nhưng mà mình giáo dục được gia đình của mình là cũng là một thành công rồi đó. Rồi ở đây là 200 người thì truyền ra thôi là thấy cũng được khá rồi ha. Rồi thì bạn sẽ thấy là đối với những cái bệnh nhiễm mà có cái tiêm phòng đó thì người ta sẽ cái tổ chức y tế thế giới đó, người ta sẽ khuyến cáo là gì, là đảm bảo được cái tỷ lệ mà tiêm chủng đó nó phủ trên 90 đến 95% dân số, thì cái nước đó được xem là gì, cái nước đó được xem như coi như là miễn nhiễm với cái bệnh đó luôn ha, miễn nhiễm với cái bệnh đó. Để bạn giả sử là anh giả sử mấy bạn sẽ thấy là đâu cần năm tiêm 5% là thí dụ bây giờ nè, bạn là cái người bạn không thích tiêm ngừa đúng không, bạn là cái người không thích tiêm ngừa, vậy cách nào để bảo vệ bản thân bạn mà mình không cần tiêm ngừa nhưng mà mình được vẫn được bảo vệ cái bệnh đó, cách nào đây? Cái cách là gì? Cái cách là mình sẽ bắt thằng bạn mình đi tiêm ha, bắt thằng bạn mình đi tiêm, mấy thằng bạn vòng vòng mình bắt nó đi tiêm hết ha. Ví dụ anh giả sử cái ví dụ cho nó dễ dễ nhớ ha, ví dụ như giờ nó là một cái bạn đang ở trong một cái ngôi làng, giờ cái ngôi làng nó có 100 người ha, thì bây giờ có một cái thằng ăn cướp nó chạy vô, nó muốn cướp, bây giờ nó lựa, nó không biết ai trong người trong ngôi làng đó, bây giờ nó muốn cướp ha, thì bây giờ nó vô nó cướp ai đây ha. Thì giờ bạn là người không có võ công thì nó sẽ canh bạn nó cướp, nhưng mà nó đâu biết bạn không có võ công đâu, bây giờ 95 thằng còn lại có võ công hết ha, thì nó sao nó cướp được, nó đâu có biết đứa nào nó cướp, nó bóc trọn đại, thí dụ giờ nó bóc trúng bạn đi nữa thì cái người kế bên bạn cũng có võ công thì không thể nào thằng cướp nó vô được. Có nghĩa là cái gì, cái tỷ lệ phủ vaccine chỉ cần đạt 95% là coi như mình loại bỏ được cái bệnh đó ra khỏi cái quần thể của mình rồi ha. Rồi mấy bạn sẽ thấy là đối tượng mắc của cái bệnh này đó thì giống như mình nói đó ha, là những cái thứ nhất là trẻ em ha, chưa được tiêm ngừa. Cái thứ hai là những cái người bất kỳ một cái người nào mà chưa được tiêm ngừa thì cũng bị nữa. Nhưng mà bây giờ đó, thì từ cái thế hệ này trở đi, khi mà có nghĩa là cái thế hệ hồi xưa đó thì nó cái tỷ lệ nhiễm sởi nó còn cao, chứ bây giờ đưa vào trong chương trình tiêm chủng mở rộng rồi đó mấy bạn, thì cái tỷ lệ nó cũng nhiễm ít đi ha. Thì đa phần bây giờ cái đối tượng mà nhiễm sởi đó đa phần là trẻ em ha, đa phần là trẻ em thôi, còn người lớn bây giờ nó khá hiếm ha, người lớn bây giờ khá hiếm. Người lớn mà bị bây giờ đó là nằm trong cái độ tuổi mà trước khi cái chương trình tiêm chủng mở rộng nó ban hành đó, là bây giờ là khoảng năm trước năm 90 đó ha. Có những cái người mà người ta sinh trước năm 90 ha, thì người ta sẽ không có cái miễn dịch, tại vì có thể là người ta chưa có tiêm ngừa sởi ha, chưa có tiêm ngừa thì người ta sẽ không có miễn dịch. Thì mấy bạn sẽ thấy ở đây có một cái lưu ý là gì, là cái bệnh sởi rất là hiếm lại lần hai ha. Mình nói là nó gần như là không có lại lần hai luôn các bạn, tại vì một cái người đó mà khi người ta đã bị bệnh, có nghĩa là miễn dịch thụ động ha, người ta mắc bệnh sởi rồi thì 100%, gần như là 100% người ta không mắc bệnh lại lần hai nữa, tại vì nó tạo được một cái đáp ứng miễn dịch rất là tốt và cái
cái khả năng miễn dịch đó, tạo miễn dịch của người ta rất là cao ha, và rất là tốt. Còn những cái người mà có khả năng mắc lại lần hai ở đây đó là cái gì? Là những cái người mà tiêm ngừa sởi á mà, tiêm ngừa sởi có nghĩa là dùng vaccine đó, tại vì cái miễn dịch mà thụ động đó nó tạo ra nó sẽ tốt hơn cái miễn, xin lỗi nha, miễn dịch chủ động ha, ở đây anh ghi trên slide nó sai ha, cái miễn dịch thụ động nó sẽ tốt hơn cái miễn dịch chủ động. Miễn dịch chủ động của mình là tiêm vaccine ha, còn miễn dịch thụ động là mình bị mắc bệnh, thì những cái người mà mắc bệnh đó, nó sẽ xịn hơn, tạo ra được cái đáp ứng miễn dịch nó sẽ xịn hơn những cái người mà tiêm vaccine. Thì cái người mà mắc bệnh rồi đó, khả năng bảo vệ cơ thể là 99 tới 100%. Còn cái người mà tiêm một cái mũi vaccine vô ha, thì khả năng bảo vệ nó khoảng 97%, có nghĩa là còn có 3% nữa mắc lại ha, 3% nữa mắc lại. Thì cái tỷ lệ này cũng rất là hiếm ha, rất là hiếm mắc lại, hoặc là khi bị mắc lại thì cái triệu chứng nó cũng vô cùng nhạt nhòa, tại vì đã có cái được cái miễn dịch ở trong cơ thể rồi. Thì cái miễn dịch này nó sẽ giúp cho cái mình đề kháng lại với cái đợt lâm sàng lần sau nếu mình có bị mắc phải ha. Nó sẽ không giống như bệnh sốt xuất huyết ha, nó khác ha. Đa phần những cái siêu vi thì nó, nếu mà nó không có tương tác chéo đó, thì khi mà nó có miễn dịch trí nhớ rồi thì khi mà mình gặp lại cái bệnh đó thì cái triệu chứng nó sẽ nhạt nhòa hơn, được chưa? Rồi mấy bạn sẽ thấy là phân bố đó thì thường thường đó nó sẽ phân bố ở cái vùng nào, ở cái vùng nhiệt đới ha, cái vùng nhiệt đới bệnh lý nhiễm đó thì sẽ phân bố ở cái vùng nhiệt đới. Còn đối với những cái nước mà châu Âu đó thì nó sẽ thường thường phân bố ở vùng Đông Âu và Bắc Âu, nhưng mà nói chung là vẫn có rải rác khắp thế giới. Rồi đây là một cái con hình ảnh của một cái con siêu vi sởi, thì bạn sẽ thấy đó là cái phần này mấy bạn đã học trong vi sinh rồi, nhưng mà anh sẽ nhắc lại. Thứ nhất đó, là nó có những cái đặc điểm nào mà mình cần phải lưu ý. Thứ nhất, đây là một cái virus hình cầu. Bữa nay mình sẽ học hai con virus đều hình cầu hết, là virus sởi và virus rubella đều hình cầu hết. Và cái con sởi này đó mấy bạn, thì nó có một cái bộ gen của nó là cái RNA ha, và cái RNA này đó thì nó là cái sợi đơn và cực âm ha, và nó không phân đoạn. Nó sẽ có 6 cấu trúc protein ha, cái protein cấu trúc trên màng của nó sẽ có 6 cái ha, và mấy bạn chỉ cần lưu ý cho anh hai cái này, anh nhắc lại thôi ha, mấy bạn anh sẽ không hỏi thi, anh nhắc lại cho mấy bạn để mấy bạn lưu ý thôi ha. Trên cái hình này mấy bạn sẽ thấy ha, có hai cái protein mà mình cần phải lưu ý là nó có protein H và protein E. Thì hai cái này đó nó sẽ giúp cho cái con virus sởi này đó nó sẽ xâm nhập vào trong cơ thể của mình ha, nó xâm nhập vào trong cơ thể của mình. Thì cái protein đó là nó sẽ là gì, nó sẽ là cái định vị ha, giống như cái radar vậy đó ha, nó để tìm cái thụ thể ở trên cái tế bào đích của mình ha, tế bào đích của con người. Còn cái protein H đó là nó sẽ là gì, nó sẽ giúp kết dính với lại cái tế bào, và bắt đầu nó sẽ phóng cái bộ gen nó vào trong cái tế bào đích. Thì mấy bạn sẽ thấy sởi đó là nó thuộc nhóm Paramyxoviridae ha, và nó chung nhóm với cái gì, chung nhóm với con quai bị và con cúm ha. Nhưng mà hồi nãy anh nói đó, thì thường cái nhóm mà cái nhóm cúm, nhóm quai bị nè các bạn, thì thường thường là trên cái vỏ bọc của nó có ba cái đặc trưng. Thứ nhất là gì, gen H, gen F và gen N. Nhưng mà đặc biệt thằng sởi này nó không có cái gen N các bạn ha, là cái men neuraminidase, là cái men N này là cái men mà nó sẽ gây ra cái chuyện là gì, nó sẽ giúp cho cái con virus nó đáp ứng với cái thuốc điều trị siêu vi ha, đáp ứng với thuốc điều trị siêu vi hay là thuốc cúm đó mà ha, thuốc chống cúm đó ha. Nhưng mà đối với cái con sởi này nó không có cái men này, nên đối với những cái thuốc mà điều trị cúm á, nó sẽ không hiệu quả đối với sởi ha, bởi vì sởi là một cái con mà chưa có thuốc điều trị đặc hiệu ha, và nó chỉ có một cái tiếp huyết thanh duy nhất thôi, nó chỉ có một tiếp huyết thanh duy nhất, đó là lý do mà mình nhiễm gần như chỉ có một lần trong đời đó các bạn ha, và nó sẽ gây suy giảm miễn dịch nặng kéo dài vài tháng ha, vài tháng một hồi, thì mình sẽ nói tới cái này tại sao nó lại như vậy. Rồi đây là phần cơ chế bệnh sinh, thì bạn sẽ thấy đây, đây là cái con sởi không biết anh để con sở chuột mấy bạn có thấy không, thì hình như nó hơi mờ mờ ha. Rồi mấy bạn sẽ thấy đây là cái con sởi ha, thì nó sẽ có hai cái protein đó nè, mấy bạn sẽ thấy ở đây người ta ký hiệu cho bạn một cái con, một cái cục xanh và một cái cục hồng, này chính là protein F và protein H ở trên màng tế bào của cái con sởi ha, và nó sẽ nhờ vào cái protein F ha, xin lỗi, nó nhờ vào cái protein H để nó tìm được cái thụ thể của tế bào
à, tìm được thực thể của tế bào đích, rồi nó bắt đầu nó sẽ nhờ vào cái protein F để nó kết kết dính với cái thụ thể và bắt đầu nó phóng cái bộ gen của nó vào trong phóng cái bộ gen của nó vào trong cái tế bào đích ha, và bắt đầu cái tế bào cái bộ gen của nó sẽ bắt đầu nhân lên ha, bắt đầu nhân lên và bắt đầu nó sẽ tạo thành một cái con virus mới ha, tạo thành một cái con virus mới ở trong tế bào chủ ha, tế bào của mình đó, tế bào đích đó ha, bắt đầu nó sẽ đưa ra ngoài ha, đưa ra ngoài có nghĩa là nó tạo thành con mới xong nó đưa ra khỏi tế bào chủ và nó đi vào trong máu đó ha, và đó là đặc điểm thứ nhất. Đặc điểm thứ hai nữa mấy bạn lưu ý, mấy bạn sẽ thấy trên hình cái hình sơ đồ này mấy bạn sẽ thấy là bình thường trên tế bào chủ của mình đó nó sẽ không có cái không có cái cấu trúc của protein H và protein F ở trên màng ha, là mấy bạn sẽ thấy nè tế bào chủ chủ của mình nó đâu có cái cấu trúc protein H và protein F ở trên màng ha. À, con chuột của anh nó hơi mờ mờ, mấy bạn chịu khó nhìn ha, một đi qua đi lại một chút nó mới hiện lên. Rồi, nhưng mà sau khi mà cái con sởi nó xâm nhập vào đó và sau khi nó nhân lên ở trong tế bào chủ của mình đó thì nó sẽ đưa cái protein F và protein H ra ngoài màng tế bào của cái tế bào mà bị nó nhân lên đó. À, có nghĩa là nó tấn công vào tế bào đó. À, nó nhân lên ở trong tế bào đó và nó đưa luôn cả cái thụ thể F của protein H và protein F ra ngoài màng của tế bào này. Nó làm cho có một cái cơ chế gây bệnh nữa ha, đó là gì, là thứ nhất là cái con này nó cái con sởi này nó đi vòng vòng nó lại tiếp tục nó chui vô những cái tế bào mới mà chưa mắc bệnh đó và nó lại tiếp tục nhân lên ở trong đó và nó gây bệnh cho tế bào đó. Thứ hai là cái cơ chế lây bệnh là gì, là cái tế bào mà nó đã bị xâm nhập rồi đó mấy bạn ha, cái tế bào mà bị con sởi nó xâm nhập rồi đó nó tự đi kiếm luôn, nó tự đi kiếm cái tế bào lành luôn. À, tại vì nó đã có thụ thể sẵn rồi nó tự đi kiếm tế bào lành và nó kết dính với cái tế bào lành ha, và nó tạo thành cái một cái tế bào, có nghĩa là nó lây bệnh từ tế bào sang tế bào và nó sẽ tạo thành một cái dạng tế bào ta gọi là cái dạng tế bào đó gọi là Waiting Filtered NK cell ha, và cái tế bào này nó là cái gì các bạn, nó là cái tế bào đặc trưng trong bệnh lý sởi mà khi mà mình nhuộm RAM á mà mình soi thì mình sẽ thấy cái tế bào này ở trên cái lam, có nghĩa là trong cái cơ chế gây bệnh của nó có hai cái cơ chế. Thứ nhất là nó xâm nhập trực tiếp vào tế bào ha, thông qua cái protein F và protein H. Rồi nó chui vào đó, nó nhân và nó gây bệnh cho tế bào đó. Thứ hai là cái gì? Thứ hai là nó sẽ làm cho cái tế bào đó nó có cái thụ thể và cái thằng tế bào này nó tự đi kiếm cái thằng tế bào khác mà chưa bị bệnh đó, nó kết dính với cái tế bào đó và nó tạo ra cái tế bào gây bệnh luôn. Đó, các bạn sẽ thấy nó có hai cơ chế ha. Rồi mấy bạn sẽ thấy đó, thì ngày xưa khi mà người ta nghiên cứu về bệnh sởi đó thì người ta hỏi cái tế bào đích của nó là cái gì ha, tế bào đích của cái con sởi nó là cái gì, thì mấy bạn sẽ thấy hồi nãy mình nói đó là cái gì, mình nói là cái bệnh này đó là nó sẽ lây qua đường hô hấp ha, cái bệnh này nó sẽ lây qua đường hô hấp thì người ta nghĩ là nó sẽ xâm nhập vào trong cái biểu mô phế quản. À, biểu một phế quản và nó gây ra cái bệnh. À, bạn nào đang mở mic thì tắt mic giùm anh ha. Đó, cái biểu mô phế quản là cái biểu mô đích của cái. À, xin lỗi, có bạn nào đó đang mở mic ạ? Bạn nào đó tắt mic giùm anh. Rồi, mình tiếp tục ha. Là mấy bạn sẽ thấy đó, ban đầu người ta nghĩ đơn giản thôi là cái biểu mô mà đích, có nghĩa là cái biểu mô mà con cái tế bào đích mà cái con sợi nó tấn công vô đó thì người ta nói là khả năng là nó tấn công vô trong cái biểu mô của đường hô hấp á, tại vì ở đây là một cái bệnh lây qua đường giọt bắn ha, có nghĩa là lây qua cái đường hô hấp đó, hắt hơi này các thể loại đó thì nó sẽ tấn công vào biểu mô đường hô hấp. Và cái thứ hai nữa mà một hồi mấy bạn sẽ thấy là cái biểu hiện tại đường hô hấp của nó cũng rõ ràng hơn là những cái biểu hiện khác nữa, thì người ta nghĩ là cái con này có chừng tế bào đích của nó là đường hô hấp đó, nhưng mà không phải bạn à, không phải, người ta thấy được đó là cái tế bào đích của cái thằng thằng sởi này đó nó có ba cái tế bào. Thứ nhất là cái tế bào mà nó sẽ tấn công đó, là những cái tế bào mà thứ nhất là gì, là CD50 CD150 ha, là những cái phân tử mà hoạt hóa cho cái hệ miễn dịch của mình đó, nằm ở trên cái lympho T, nằm ở trên cái lympho T và lympho B cũng như là cái tế bào trình diện kháng nguyên mà ABS á, ABCS á,
ha, cái tế bào mà trình diện kháng nguyên á, HLA1, HLA2 đó mấy bạn ha, thì mấy bạn sẽ thấy là nó chính là cái tế bào SLAM này nữa bạn. Đó, có nghĩa là nó sẽ là CD150. Có nghĩa là cái tế bào này nó sẽ là một cái tế bào mà quạt quá cho cái tế bào lymphocyte đó ha, có nghĩa là tế bào miễn dịch. À, cái thứ hai nữa là gì? Cái thứ hai nữa là CD46 ha, CD46 là những cái tế bào mà nó tồn tại ở những tế bào có nhân ở người. Nhưng mà thật ra cái CD46 này các bạn là cái cơ chế của người ta chỉ phát hiện ở nó ở trên phòng thí nghiệm thôi ha, nên nó không phải là cơ chế chính ha. Và nhưng mà cái cơ chế còn một cái cơ chế nữa là cơ chế thứ ba là nó sẽ tấn công vào cái tế bào Nectin-4 ha. Nectin-4 thì cái cơ chế tấn công vào Nectin-4 đó có nghĩa là cái tế bào mà liên kết giữa những cái liên kết giữa những cái tế bào khác với nhau đó, thì nó cũng là một cái cơ chế để cái con sởi này nó tấn công vô. Vậy thì cái tế bào đích của sởi đó nó là chủ yếu là gì? Đa phần là tấn công vào tế bào miễn dịch ha, có nghĩa là tế bào đích của nó, mấy bạn phải nhớ nha, tế bào đích của sởi khi mà sởi tấn công vô là tế bào miễn dịch chứ không phải là tế bào của hô hấp, mặc dù cái biểu hiện hô hấp của nó rất là rầm rộ ha. Rồi các bạn sẽ thấy đây, đầu tiên hết là cái con sởi nó sẽ đi vô xâm nhập vô cái biểu mô niêm mạc hô hấp hoặc là niêm mạc mắt ha. Các bạn sẽ thấy trên hình ha, là cái mũi tên màu xanh nè, nó đi vào trong cái đường hô hấp ha, thông qua mình hít cái giọt bắn hoặc là thông qua cái đường viêm kết mạc ha. Thì người ta nói cái đường viêm kết mạc này nó cũng là một cái đường khá là quan trọng đó mấy bạn mà mình không để ý. Ví dụ mình người ta nói khi mà mình tiếp xúc với một bệnh nhân sởi đó mà mình bịt cái mắt mình lại đó, thì cái khả năng là mình giảm được 1/3 cái chuyện lây ha, vừa nín thở mà vừa bịt mắt luôn á, thì là mình giảm được khoảng 1/5 cái chuyện lây đó. Nó là một cái đường cũng khá là quan trọng ha. Rồi khi mà nó xâm nhập vào trong tế bào, nó sẽ tấn công vào ba cái dạng tế bào mà nãy anh nói ha. Thứ nhất là gì? Thứ nhất là CD150, có nghĩa là tế bào SLAM đó ha, nó sẽ là cái tế bào quy định cho những cái tế bào miễn dịch. Cái thứ hai là CD46, thứ ba là Nectin-4 ha. Nó là bắt đầu nó sẽ chui vào trong tế bào ha, và nó nhân lên ở trong biểu mô, bắt đầu nó sẽ vào máu lần một tại hệ võng nội mô, và nó bắt đầu nó nhân lên, bắt đầu nó tách ra ha, nó nhân lên nó trở thành những con virus mới, bắt đầu nó vào máu lần hai ha, vào máu lần hai bắt đầu nó sẽ mới gây ra những cái triệu chứng đi khắp các cơ quan khác ha, nó chui vô trong hệ bạch huyết của những cơ quan khác, bắt đầu nó gây ra những cái triệu chứng nhiễm trùng. Được chưa? Rồi các bạn sẽ thấy đây là cái hình ảnh mà nó sẽ phân bố, và nó khi mà nó đi vào mũi xong bắt đầu nó vào hệ hạch bạch huyết và bắt đầu nó sẽ phân tán ra khắp các hệ bạch huyết của khắp cơ thể ha. Đó là lý do mà các bạn sẽ thấy nó sẽ phát ban toàn thân đó ha. Và bạn thấy là cái trung khu mà ban đầu nó vào đó thì chủ yếu là nó nằm ở biểu mô hô hấp, nên một hồi các bạn sẽ thấy là khi mà cái hạch bạch huyết gần nhất mà bị tổn thương đó là hạch bạch huyết ở vùng sau tai ha. Và các bạn sẽ thấy một hồi, bởi vì khi mà nó biểu hiện lên triệu chứng ở da đó thì nó sẽ biểu hiện là gì? Nó sẽ biểu hiện là phát ban, nó sẽ dọc từ trên thân người nó dọc xuống ha. Rồi mấy bạn sẽ thấy đây là cái sơ đồ về cái đáp ứng miễn dịch của mình ha, của cơ thể khi mà bị virus tấn công. Thì bạn sẽ thấy là gì? Đây, đây là cái khoảng đầu tiên ha, cái khoảng thời gian đầu tiên, có nghĩa là mình gọi nó là gì? Nó là khoảng cái thời gian ủ bệnh đó ha. Khoảng thời gian ủ bệnh thì bắt đầu tế bào TCD4 nó bắt đầu nó tăng lên ha. Rồi bắt đầu trong cái thời gian phát ban nó màu đỏ nè, rash là cái thời gian nổi ban. Thì bạn sẽ thấy là trong cái khoảng thời gian nổi ban là cái khoảng thời gian mà tế bào TCD8 nó tăng lên ha, có nghĩa là tế bào T cell đó nó tăng lên. Thì tế bào T cell nó tăng lên để làm gì? Để nó loại trừ, nó thải trừ virus ha, nó thải trừ virus. Thì nó thải trừ virus đến cái mức mà cái ngày hết phát ban, có nghĩa là cái tải lượng virus nó bắt đầu nó giảm xuống rồi bạn, thì tế bào TCD8 nó cũng sẽ giảm xuống rồi. Bạn sẽ thấy là TCD8 nó sẽ giảm xuống, mà nó đi một cái là nó xuống tới đáy luôn ha, đi một cái là nó xuống tới đáy. Và mấy bạn sẽ thấy là cái đường, nếu mà nó có cái đường dẻ đó thì nó sẽ tiệm cận với cái đường bằng không luôn các bạn. Đó là lý do mà sau cái bệnh sởi đó thì cái đáp ứng miễn dịch của cơ thể của mình nó rất là yếu, nó giống như là cái dạng gọi là bị ức chế miễn dịch thoáng qua trong bệnh HIV các bạn, có nghĩa là hệ miễn dịch gần như là bất hoạt luôn. Bởi vậy thì cái sau cái bệnh sởi đó thì mình rất là dễ bị nhiễm trùng cơ hội ha, rất là dễ bị nhiễm trùng cơ hội. Rồi các bạn sẽ thấy ở đây kể hai cái đáp ứng miễn dịch để tạo ra miễn dịch trí nhớ đó là mình có ICM và ICC. Thì các bạn sẽ thấy là gì,
ICM thì nó sẽ tăng lên bắt đầu từ cái ngày bắt đầu phát ban ha, và đến cái ngày mà vừa hết phát ban thì bắt đầu nó sẽ giảm xuống ha, đó là ICM. Còn đó là lý do mà mình sẽ gì, mình sẽ xét nghiệm đó ha, một hồi mình sẽ thấy là xét nghiệm để tìm sởi thì mình sẽ tìm ICM. Còn IgG thì các bạn sẽ thấy là trong cái giai đoạn đầu đó thì nó sẽ tăng, nhưng mà nó tăng rất là nhẹ, có nghĩa là tăng rất là nhẹ so với cái đỉnh của nó, chứ mình không so sánh với ICM ha, mình không so sánh định lượng mà mình chỉ so sánh bản thân của nó, thì các bạn sẽ thấy là nó tăng rất là nhẹ so với cái đỉnh của nó ha. Và đến cái đỉnh của nó sẽ là gì, là sau ngày phát ban khoảng chừng 7 ngày, có nghĩa là 2 tuần là ha. Mấy bạn nên mấy bạn sẽ thấy là gì, khi mà mình tìm sởi mà thông qua IgM, IgG đó, thì mình phải tìm dựa trên cái động lực của nó ha. Động lực của nó có nghĩa là sao, mình phải xét nghiệm 2 lần một hồi mình sẽ thấy ha. Rồi đây là lâm sàng của sởi ha, mấy bạn sẽ thấy thời gian ủ bệnh của nó khoảng 10 ngày ha. Nó có thể khoảng từ 7 đến 14 ngày, và nó sẽ trung bình nó sẽ khoảng 10 ngày và nó sẽ không có triệu chứng gì hết ha. Trong thời gian này nó sẽ không có triệu chứng gì hết. Cái thứ hai là cái thời kỳ mà ta gọi là khởi phát, thì khởi phát này đó nó sẽ có cái triệu chứng là viêm lông đường hô hấp trên. Viêm lông lại là sao, có nghĩa là nó viêm những cái cơ chế mà giống như mình gọi là nó có lông vậy đó ha. Những cái chỗ nào mà có lông chuyển đó thì nó sẽ gây ra những cái viêm cái lông chuyển đó, thì nó sẽ biểu hiện là gì, nó thật là sốt cao ha, nó sốt cao theo kiểu siêu vi, có nghĩa là sốt cao kèm theo nhức mỏi, đau cơ, nhức khớp ha, rồi nó có chảy mũi ha, nó có chảy mũi, nó có ho nhiều ha, rồi có thể nó có tiêu chảy nữa, và trong thời kỳ này nó sẽ xuất hiện dấu cúp lích. Thì cái này anh sẽ nói sơ lược qua thôi, nói sơ lược qua, tại vì một hồi mình sẽ có một cái phần tiếp cận, nó sẽ có những cái hình ảnh và những cái phần này anh sẽ nói kỹ hơn ha. Đến cái giai đoạn thứ ba là thời kỳ toàn phát. Thời kỳ toàn phát thì nó sẽ biểu hiện đặc trưng của nó là gì, biểu hiện đặc trưng của nó sẽ là phát ban ha, biểu hiện đặc trưng của nó sẽ là phát ban, và nó sẽ phát ban theo cái trình tự mấy bạn ha, là nó sẽ phát ban giống như mấy bạn tưởng tượng là mình sẽ lấy cái thùng sơn á, các bạn tạt từ phía sau nha, tạt từ phía sau mà từ trên đầu xuống ha, thì nó sẽ phát ban nhiều nhất là ở vùng sau tai ha, ở vùng sau tai bắt đầu nó lan ra ở phía trước ha, lan ra ở phía trước mặt, bắt đầu nó lan dần xuống dưới thân người ha, lan dần xuống dưới thân người, sau đó nó sẽ lan ra tứ chi ha, bắt đầu nó lan ra toàn thân. Và cái ban này đó mấy bạn, thì nó sẽ có cái nguyên tắc là nó 3 ngày ha, có nghĩa là nó 3 ngày rồi nó lặn ha, 3 ngày nó giảm bớt chứ không phải nó lặn ha. Có nghĩa là ban đầu mấy bạn sẽ thấy là cái 3 ngày đầu nó sẽ nổi 1/3 thân người ha, 1/3 cái mặt tới cái cổ thôi, xong cái bắt đầu 1/3 3 ngày sau nữa nó bắt đầu nó sẽ nổi nguyên cái mình đó, còn 3 ngày sau nữa nó sẽ nổi nguyên cái tay chân ha. Nó còn gồm có 3 ngày như vậy. Và cái khi mà cái ban của cái đợt thứ ba đó nó bắt đầu đó, thì cái đợt thứ nhất bắt đầu nó sẽ vơi dần, có nghĩa là cái ban nó mờ dần ha, cái ban nó mờ dần, có nghĩa là nó sẽ đi theo trình tự từ trên xuống. Một hồi mình sẽ có phần tiếp cận và mình sẽ nói kỹ hơn phần đó cho nó dễ nhớ, còn cái thuốc này anh chỉ lược qua thôi ha. Và thời gian lui bệnh của nó thì nó sẽ khoảng là 6 ngày ha, và khi mà cái ban da này nó vơi đi thì nó sẽ để lại cái vết giống như là thẹo vậy đó, mình nói đơn giản và dễ nhớ là thẹo. Thì cái thâm da, cái vết thâm da này người ta gọi là vết vết rằn da hổ. Ngoài ra là con nó còn bong ra cái da, nó ra giống như là có cái vảy cám mịn mịn vậy đó bạn, ta gọi là bong da vảy cám. Một hồi mình sẽ xem những cái hình ảnh đó ha, thì bạn sẽ thấy đó. Trong cái bệnh sởi thì mình sẽ lưu ý nhất là thời kỳ khởi phát và thời kỳ toàn phát ha. Thì cuối của cái thời kỳ khởi phát này đó, có nghĩa là bắt đầu cái ngày cuối cùng của thời kỳ khởi phát, có nghĩa là khoảng ngày thứ tư thứ năm đó, thì bạn sẽ thấy là bắt đầu nó lây lây dữ dội đến hết thời kỳ toàn phát ha, đến hết thời kỳ toàn phát và ra khỏi thời kỳ toàn phát khoảng 4 ngày luôn ha, có nghĩa là sau khi hết phát ban 4 ngày nó vẫn có khả năng lây rất là mạnh ha. Thì mình phải lưu ý cái chuyện đó ha, có nghĩa là mình thấy không, mình có 2 đứa con chẳng hạn, bắt đầu mình thấy đứa con thứ nhất, cái đứa con lớn nó đang bị sởi, hoặc là đứa con nhỏ nó đang bị sởi ha. Ví dụ 2 đứa con nó cách nhau trong cái khoảng thời gian, và trước cả cái thời gian chích ngừa, anh giả sử mình có đứa con 6 tháng, đứa con 8 tháng đi, cái mình nuôi 2 đứa, cái mình thấy bà ông bác sĩ cũng nhận chết rồi, đứa con nhỏ của mình nó bị sởi rồi, và bây giờ mình phải tách 2 đứa ra chúng nó lây ha. Xong cái bắt đầu mình tách ra, cái đứa này nó vừa hết phát ban, cái mình thấy ôi hết phát ban chắc hết bệnh, rồi mình ẵm về cho nó ở chung cái lạ lầy ha. Mặc dù hết phát ban nhưng khoảng tuần lễ sau nó mới hết nha các bạn, tuần lễ sau nó mới giảm cái khả năng lây xuống ha. Rồi đây là những cái biến chứng, thì biến chứng trong bệnh sởi đó thì nó
cũng thường gặp ha, cũng thường gặp, nhưng mà những cái biến chứng thường gặp nó lại là những cái biến chứng nhẹ mấy bạn ha. Những biến chứng thường gặp nó lại là những biến chứng nhẹ ha, ví dụ như tiêu chảy ha, viêm tay giữa ha, và nặng nặng nhẹ nhẹ trung bình á thì nó là viêm phổi ha. Thật ra cái viêm phổi này mà ở trên những cái người sởi cái gì mình sợ lắm nha các bạn ha, tại vì viêm phổi mà trên nền sởi đó thì mấy bạn nhớ nãy mình coi cái sơ đồ đáp ứng miễn dịch đó, nó có cái giai đoạn mà miễn dịch nó đi xuống rất là nhiều, cái phổi nó trắng xóa luôn mà, nó rất là ghê, thậm chí là phải lên thở máy luôn đó ha, nên cũng khá là ghê đó, chứ không phải là mình nói là nhẹ đâu ha. Nhưng mà đương nhiên là nhẹ đây là mình nói gì, là nó so với những cái thằng nặng là nó đỡ hơn, ví dụ những cái thằng viêm não ha, có thể gây ra viêm não cấp do đột biến những cái gen ở trong con sởi đó ha, và nó gây ra những cái độc lực cao và có thể gây ra những cái biến chứng rất là nặng ha. Và đương nhiên những cái biến chứng này đó thường nó sẽ gây ra ở trên những cái bệnh nhân là gì, thường là cái trẻ nhỏ ha, dưới 5 tuổi, hoặc là những cái người mà bị thiếu vitamin A ha, những cái đứa trẻ mà bị thiếu vitamin A, những cái người bị suy giảm miễn dịch, hoặc là cho phụ nữ trong giai đoạn có thai ha. Rồi về cái cận lâm sàng thì các bạn sẽ thấy đó là thường thường đó thì sởi là một cái chẩn đoán lâm sàng, là một cái chẩn đoán lâm sàng. Những cái cận lâm sàng là mang tính chất gợi ý ha, các bạn sẽ thấy là thí dụ như mình làm một cái tổng phân tích tế bào máu hay là công thức máu đó, thì bạn sẽ thấy là gì, là cái bạch cầu nó có thể bình thường hoặc là giảm. Nhưng mà đặc biệt của cái thằng sởi này đó các bạn, là nó do nó tấn công vào trong cái tế bào CD 150 đó, có nghĩa là tấn công vào cái hệ thống tế bào miễn dịch, nên cái lympho của nó giảm rất là dữ ha. À, cái lympho của nó giảm rất là dữ. Các bạn nhớ là gì, đặc trưng của những cái bệnh lý siêu vi đó, thì khi mà thường mình chẩn đoán mà một bệnh nhân vô cảm cúm mà tôi nghĩ ca này là siêu vi thì lympho nó phải tăng cao trên công thức máu, nhưng mà đối với cái sởi này đó thì lympho nó giảm rất là dữ, giảm mà rất là dữ nha, giảm giống như là những cái người mà bị ung thư vậy đó các bạn, có nghĩa là mình giống như giảm ba dòng vậy đó các bạn, sẽ thấy là giống như những người bị HIV ha, lympho giảm rất là thấp, thậm chí còn có mấy con thôi ha. Rồi các bạn sẽ thấy là đối với tìm đó thì mình sẽ tìm là gì, là IgG, giống như nãy là gì, xin lỗi, IgM, giống như trên cái sơ đồ đáp ứng miễn dịch mà mình thấy đó, thì cái IgM nó sẽ tăng đỉnh trong khoảng thời kỳ phát ban và mình sẽ làm khoảng ở ngày thứ tư ha. Còn đối với IgG đó thì các bạn sẽ thấy là nó tăng tăng trong thời kỳ toàn phát đó, là trong thời kỳ phát ban đó, nhưng mà cái hiệu giá của nó mình phải làm 2 lần ha, và cái hiệu giá lần thứ nhất so với lần thứ hai phải cách nhau 4 lần, có nghĩa là lần thứ hai phải gấp 4 lần so với lần thứ nhất thì mình mới xem như là một cái chẩn đoán trên cái trên cái miễn dịch đối với virus sởi. Nhưng mà thật ra những cái này thường mình không có làm mấy bạn ha, thường mình không có làm, thường á mình chỉ làm trong những cái gì làm trong nghiên cứu. Thứ hai nữa là mình thật sự cần phân biệt, có nghĩa là thật sự cần phân biệt sởi với một cái bệnh nào đó đặc biệt để mình đưa ra cái phán đoán. Ví dụ như những cái bệnh nặng hơn, những cái bệnh lý mà quan trọng mình bắt buộc phải phân biệt, mà biết chắc này là sởi chứ không phải cái bệnh kia đâu đó, thì mình mới làm những cái quyết thanh miễn dịch kiểu này, được chưa? Rồi mình cũng có thể dùng PCR hoặc là mình nuôi cấy cái virus. Rồi với điều trị đó thì hồi nãy mình cũng khẳng định là gì, cái bệnh này đó không có thuốc điều trị đặc hiệu ha, không có thuốc điều trị đặc hiệu, nhưng mà cái vaccine của nó rất là tốt ha, nên đa phần cái điều trị của mình chỉ là điều trị triệu chứng thôi ha. À, mình hạ sốt, mình lau mát ha, mình nghỉ ngơi rộng rãi ha, đương nhiên là điều trị hỗ trợ những ví dụ như nó có mất nước thì mình bù nước, mất điện giải thì mình bù chất điện giải ha, ví dụ như đau mắt đỏ, ngứa không ngủ được hay gì đó, hoặc có những cái bệnh lý kèm theo, ví dụ như là nó kèm theo viêm phổi thì mình điều trị viêm phổi, được chưa? Rồi thì trong cái điều trị sởi này á, có một cái đặc biệt mà mình cần phải lưu ý, đó là điều trị vitamin A, điều trị vitamin A. À, thì cái vai trò của vitamin A ở trong bệnh sởi đó, thứ nhất là nó ngăn ngừa những cái tổn thương liên quan tới mắt, thứ hai là nó giảm cái tỷ lệ tử vong vì sởi ha. Thì mấy bạn có thể đặt ra câu hỏi, tại sao mình lại dùng vitamin A? Thật ra trên cái bệnh sởi này đó bạn, là cái cơ chế sinh lý bệnh mà nãy mình đặt ra đó, mình đưa ra và mình cung cấp cho các bạn đó, nó là một cái cơ chế sinh lý bệnh mà chưa đủ và chưa hoàn toàn. Có nghĩa là sao? Có nghĩa là người ta tìm ra được cái góc độ đó, nhưng thật ra nó cũng còn nhiều cái góc độ mà người ta chưa hiểu về cái cơ chế sinh lý bệnh của những cái con siêu vi như sởi hay rubella hay là quai bị đó. Thì người ta thấy là không biết lý do vì sao, nhưng mà khi mà người ta bóc những cái người bị sởi ra, người ta xét nghiệm đó, ngày xưa đó nghe các bạn, có nghĩa là người ta làm hàng loạt những nghiên cứu trên những cái người bệnh sởi, thì người ta thấy cái nồng độ vitamin A trong những người bệnh sởi nó bị giảm xuống. Và khi người ta bổ sung vitamin A cho những cái người này trong cái giai đoạn mà họ mắc bệnh đó,
thì nó sẽ giúp giảm được cái tổn thương ở mắt cũng như là giảm được cái tỷ lệ tử vong. À, nên người ta đưa cái điều trị vitamin A vào trong cái phác đồ mà người ta điều trị sỏi. À, và cái liều điều trị vitamin A thì nó sẽ phù hợp, nó sẽ dựa vào cái lứa tuổi. Các bạn sẽ thấy là nó khi một cái đứa trẻ mà dưới 6 tháng tuổi thì người ta sẽ dùng là 50.000 đơn vị. À, 6 đến 11 tháng tuổi thì là 100.000 đơn vị. À, từ 1 tuổi đến 5 tuổi thì là 200.000 đơn vị. Được chưa? Thì mấy bạn sẽ thấy đó là những cái viên vitamin A đó. À, đây là những cái viên vitamin A mà người ta cho trẻ uống vitamin A. Mấy viên đỏ đỏ này mấy bạn thấy không? Thì nó rất là nhỏ nha. Nhìn nó rất là nhỏ. Nhưng mà đối với một số cơ sở nó không có cái viên này các bạn. Nó nghĩa là nó không có cái viên nhỏ này mà nó có cái viên bự. Nên người ta rất là ngại, người ta sợ cho nó, ủa sao cái viên này bự quá vậy, có thể người ta sẽ bỏ ra, người ta bẻ, người ta xài 50.000 cho nó an toàn, mặc dù là cái độ tuổi của nó là 1 tuổi rồi, nó 1 tuổi đến 5 tuổi rồi, nhưng mà nó thôi tôi xài 50.000 thôi chứ sao cái viên này nó bự quá, không nên nhớ bạn. À, khi mà bạn xài đủ liều đó thì nó có hiệu quả, còn khi mà bạn xài dưới liều đó, nó không có hiệu quả gì hết. Nên đối với những cái bệnh sởi là mình phải cho dạng tay đúng theo cái liều mà với các tổ chức WHO đã gợi ý cho mình, được chưa? Rồi về dự phòng thì nó giống như những cái bệnh lý nhiễm khác thôi ha, là mình phải dự phòng theo cái kiểu là mình cách ly, mình tránh tiếp xúc, mình mang khẩu trang, giống như nãy anh nói ha, khi khi một đứa trẻ mà trong nhà bạn có những cái đứa trẻ khác, một đứa bị sởi là mình phải cách ly mấy đứa đó ra liền, cũng như là ở trong trường học cho nó nghỉ học liền để tránh nó gây ra cái tình trạng là nó lây lan. À, ra cái bệnh sởi thì giống nãy mình nói là gì, bệnh sởi này là cái khả năng lây của nó rất là ghê, nó lây là nhanh nhất thế giới luôn ạ. À, và nó có khả năng tạo thành dịch ha. Nên khi đã có mình thấy đã mắc bệnh rồi, mình chắc chắn đứa này là sởi là mình phải cách ly nó ra ha, cách ly nó ra thì thường thường thì vô bệnh viện hoặc là đem về nhà cách ly cũng được ha, để tránh cho nó lây lan những cái bệnh sởi ha. Và mình khi mình chăm sóc nó mình cũng phải để ý nữa ha, là mình cũng phải mang khẩu trang ha, mình cũng phải rửa tay thường xuyên. À, mình cũng phải thực hiện những cái biện pháp an toàn giống như xưa mình bị Covid thì sao, là mình sẽ làm y chang vậy, nó là đối là cái biện pháp dự phòng chung đối với những cái bệnh lý mà là bệnh lý nhiễm, được chưa? Về đặc hiệu thì các bạn sẽ thấy đó là người ta nhắc đi nhắc lại cái vai trò của vaccine, tại vì bệnh này không có cái phương thức điều trị nhưng mà vaccine của nó lại cực kỳ hiệu quả, có nghĩa là mình giống như mình có một cái mình có thuốc sẵn luôn á, có nghĩa là mình có thuốc trước khi mình bị bệnh nữa. À, thì nó vaccine nó cực kỳ hiệu quả nên người ta luôn nhắc tới vaccine ha. Và một cái nữa là globulin miễn dịch, thì globulin miễn dịch đó là dành cho những cái trường hợp mà rơi vào trường hợp bị sởi nhưng mà gì, nhưng mà nó tạo ra cái đáp ứng viêm quá quá nhiều ha, cũng như là những cái tế bào miễn dịch nó bị giảm quá nhiều và nó tạo ra những nhiễm trùng cơ hội, thì người ta có thể tiêm cái globulin miễn dịch cho cái đợt đó để cơ thể nó dùng tạm nó chống lại cái những cái bệnh lý nhiễm trùng ha. Rồi mấy bạn sẽ thấy là gì, đối với cái vaccine của cái phần đối với cái vaccine của sởi đó thì mình đã đưa nó được vào cái chương trình tiêm chủng mở rộng rồi các bạn ha. Đưa được vào từ chương trình tiêm chủng mở rộng từ năm 2018 rồi. Ngày xưa đó là mình chích ké của người ta ha. Chích ké của người ta có nghĩa là sao, nó là nằm ngoài chương trình tiêm chủng mở rộng ha, nằm ngoài chương trình tiêm chủng mở rộng nữa là bạn bạn phải đi chích dịch vụ ha. Nhưng mà từ tháng 3 năm 2018 thì Việt Nam của mình đã đưa cái virus cái vaccine sởi vào trong cái chương trình tiêm chủng mở rộng, và lúc đó là mình xài vaccine của Việt Nam luôn ha, mình xài vaccine mình tự sản xuất ra mình xài luôn, nó tên là MRVAC ha, MAVAC đó ha, là nó là cả sởi và rubella ha, chích vào tháng thứ 9 chích vào tháng thứ 9 của cái chương trình tiêm chủng mở rộng. Hoặc là có một cái vaccine mà nó cả sởi quai bị rubella luôn, sởi quai bị rubella luôn, nó là vaccine MMR đó, MMR đó, thì bạn sẽ thấy là nó có hai dạng, một dạng là MMR1 và một dạng là MMR2, thường thì mình sẽ xài hai cái đó, thì một cái là của Ấn Độ, một cái là của Mỹ, một cái là của Mỹ, rồi có một cái xịn hơn nữa là cái của Mỹ. À, cái bây giờ mắc nhất khoảng 500 ngàn đó là sẽ tiêm vào tháng thứ 12 thì một hồi nó sẽ có cái sơ đồ tiêm chủng mở rộng để mấy bạn xem, được chưa?